qua là hận hết á. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Đây là toàn cảnh giao bộ mẹ con bò F1 nè các bạn. Bò này là giao về Đồng Tháp nha các bạn, với giá là 34.500.000 nha các bạn. Các bạn thấy không, đây là toàn cảnh bò lên xe nè các bạn. Bò mẹ F1 là Bombay lùng nha các bạn. Bò có tàn có khung nha các bạn. Bò mẹ con đã lên xe nè các bạn. Mình đăng clip này báo giá cho các bạn cùng tham khảo nha các bạn. Cái đó khỏi, cái đó chú thả luôn cũng được mà, được không? Hai cột sơ. Các bạn thấy con F1 rất mầm nha các bạn. Bộ này thì 34.500.000 nha các bạn. Về Đồng Tháp với lại bắt cặp sitter. Cặp sitter với giá là 25.000.000 nha các bạn. Bây giờ là bắt đầu đóng trâu, đóng bẩn để vô chợ xin nha các bạn. Chở về Đồng Tháp nhưng mà xe là xe thành phố nha các bạn. Để mình phải nói cho các bạn biết, để các bạn nói là mình nói tầm bậy nha. Còn đây là cặp cặp sitter đang cho lên xe luôn nè các bạn. Bây giờ trời đã sáng hơn lúc nãy nè các bạn. Cặp sitter đã lên xe nè. Thả luôn được không? Các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua bò thì trực tiếp liên hệ với mình qua số điện thoại mình comment dưới video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn.